Chiều nay ngày 15 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Oman và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Tại đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam đã phải đối diện với những bài toán khó về mặt lực lượng, với liên tiếp các trường hợp bị chấn thương ở mức độ khác nhau. Ngoại trừ trường hợp của thủ thành Bùi Tấn Trường và tiền vệ Tô Văn Vũ bị dính Covid-19 phải lỡ hẹn, thì một số cầu thủ chủ chốt như Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng cũng không thể góp mặt do chấn thương. Bên cạnh đó, theo chia sẻ huấn luyện viên Park Hang-seo, một số trường hợp khác như Tiến Linh cũng đang bị đau ở mu bàn chân, trong khi tiền vệ Hoàng Đức và hậu vệ Đức Chiến cũng chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Nhằm đảm bảo sự cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thay thế các vị trí bị Covid và bị chấn thương, gồm thủ thành Nguyễn Văn Hoàng thay cho Bùi Tấn Trường, tiền vệ Châu Ngọc Quang thay cho Tô Văn Vũ, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh thay cho Nguyễn Văn Vĩ, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình chuyển từ U23 Việt Nam lên thay cho Trần Đình Trọng. Mới nhất, hậu vệ Đào Văn Nam của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được triệu tập để thay thế Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phạm Đức Huy được gọi trở lại để thay Phan Văn Đức. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đều đặn vào các buổi chiều mỗi ngày trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến ngày 18 tháng 3, toàn đội sẽ có một buổi thi đấu nội bộ với U23 Việt Nam. Hiện tại, U23 Việt Nam cũng đang tập trung để chuẩn bị cho giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 và hướng tới SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á năm 2022.